Xin chào các em, rất vui khi được đồng hành cùng các em lớp 6 trong những giờ học văn vô cùng thú vị ở trang web olm.vn. Văn hào anh Reuter đã từng nói, ai đã sống cho trẻ em, người đó mãi mãi trẻ và không bao giờ chết. Dành tình yêu cho trẻ qua những trang văn, trang đời, đó là cảm hứng chung của nhiều nhà văn. Tại Duy Anh là một người như thế, tuy không phải là người nhóm lửa, nhưng ông đã góp mình thắp sáng hơn ngọn lửa ấm áp và yêu thương ấy qua 4 tập truyện cho thiếu nhi. Trong đó, đáng chú ý là tác phẩm Bức tranh của em gái tôi. Trong video trước, chúng mình đã đọc nghe văn bản và tìm hiểu đôi nét về tác giả tác phẩm. Ở video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nghệ thuật miêu tả nhân vật người anh và người em trong truyện. Và ở video cuối cùng, qua việc phân tích nhân vật người anh và người em, chúng mình sẽ cùng nhau rút ra ý nghĩa của câu chuyện. Đó là những bài học cuộc sống mà đâu đó chúng ta có thể áp dụng cho bản thân mình. Quay trở lại với video ngày hôm nay, như cô đã nói ở trên, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nghệ thuật miêu tả xây dựng hình tượng nhân vật người anh và người em. Hai nhân vật này có sự khác biệt gì trong cách miêu tả và xây dựng hình tượng? Hãy cùng cô trả lời câu hỏi trên thông qua hai nội dung chính của bài học. Thứ nhất, nhân vật người anh. Thứ hai, nhân vật người em. Cùng bắt đầu bài học nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần tìm hiểu nhân vật người anh. Theo các bạn, nhân vật người anh được tác giả tập trung miêu tả ở phương diện nào? Nhân vật người anh là nhân vật trung tâm trong câu chuyện, là nhân vật mà tác giả muốn thể hiện chủ đề, tư tưởng của truyện. Vì vậy, tác giả đã tập trung miêu tả nhân vật này ở phương diện tâm trạng. Chúng ta có thể phân chia diễn biến tâm trạng của nhân vật người anh qua các cột mốc thời điểm như sau để hiểu rõ hơn về nhân vật này. Thời điểm thứ nhất, khi tài năng của em gái chưa được phát hiện. Thời điểm thứ hai, khi tài năng hội họa của em được phát hiện. Và thời điểm thứ ba, khi đứng trước bức tranh anh trai tôi. Vậy tâm trạng nhân vật người anh ở ba mốc thời điểm đó có sự thay đổi ra sao? Em có nhận xét gì về cách tác giả miêu tả sự thay đổi trong diễn biến tâm trạng đó? Các em hãy cùng nhau phân tích và so sánh với cô nhé. Đầu tiên, ở thời điểm thứ nhất, tức khi tài năng của em gái chưa được phát hiện. Theo các bạn, khi đó người anh đã đối xử với em gái của mình như thế nào? Chính xác, người anh luôn vui vẻ, gần gũi, thân mật với em, luôn âu yếm gọi em là mèo. Lắm lúc, nhân vật người anh còn tạo ra mình là người lớn, rất chững chạc, xem việc em gái lục lọi đồ đạc, tự chế màu vẽ là trò trẻ con mà thôi. Qua những chi tiết trên, ta thấy ở thời điểm này, hình ảnh người anh hiện lên thật đáng yêu, đáng quý làm sao. Đó là một người anh gần gũi, biết yêu thương em gái của mình. Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng khi tài năng hội họa của người em được phát hiện. Cũng là cột mốc thời điểm thứ hai mà chúng ta cần phải phân tích. Có thể nói, kể từ khi đấy, người anh đã không còn có thể thân với mèo như trước kia được nữa. Nghĩ đến tài năng của em, người anh bỗng cảm thấy tự ti, mặc cảm. Có những khi ngồi học, chỉ muốn gục xuống bàn khóc. Từ tâm lý tự ti đó, người anh đã trở nên cáu giận một cách vô lý. Chỉ cần một lỗi nhỏ của mèo là gắt lên. Bởi đơn giản là anh ta lúc nào cũng có cảm tưởng nó chọc tức mình. Để rồi sau những cáu giận, bực tức vô lý. Những khi một mình, nhân vật người anh chỉ còn lại nỗi cô đơn với những buồn bã bất lực. Lén trút ra một tiếng thở dài. Có thể nói, ở thời điểm thứ hai này, hình ảnh người anh đáng yêu đã mờ nhòa đi, thay vào đó là hình ảnh một người anh đáng ghét. Đáng ghét bởi sự nhỏ nhen, ích kỷ, đố kỵ với chính em gái ruột, vốn dĩ rất đáng yêu của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện lại tiếp tục thay đổi khi chúng ta đến với thời điểm thứ ba. Đó là khi người anh đứng trước bức tranh anh trai tôi. Bức tranh mèo vẽ đạt xả nhất với hình ảnh người anh đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh, với gương mặt như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ,
Với hiện thực đó, người anh không khỏi ngạc nhiên ngỡ ngàng, giật sững người, phải bám chặt lấy tay mẹ. Liên tiếp sự ngỡ ngàng đó là cảm giác tự hào và hãnh diện. Không tự hào hãnh diện sao được khi chính mình là anh trai của tác giả bức tranh đạt giải nhất, mà nhân vật trong tranh cũng chính là mình. Song càng hãnh diện bao nhiêu, người anh lại càng cảm thấy xấu hổ và ân hận bấy nhiêu. Bấy lâu nay, người anh đã có những đối xử không tốt với em mình. Nỗi ân hận ập đến khiến người anh không thể trả lời câu hỏi của mẹ, chỉ muốn bật khóc để thỏa đi cảm xúc lúc đấy. Đến đây ta thấy hình ảnh người anh vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Đáng trách ở chỗ có lỗi, nhưng cũng rất đáng thương ở chỗ biết tự ý thức về lỗi của mình, biết xấu hổ, hối hận về những điều không đúng mà mình đã làm. Như trong câu chuyện Ai ngoan sẽ được thưởng, Bác Hồ đã khen thưởng và tặng kẹo cho một cháu thiếu nhi khi cháu bé ấy biết lỗi và nhận lỗi với bác. Qua việc phân tích nhân vật người anh ở ba mốc thời điểm trên, chúng ta cơ bản nhận ra được nghệ thuật miêu tả nhân vật này rõ ràng tác giả chủ yếu xây dựng hình tượng nhân vật thông qua miêu tả tâm trạng, tâm lý. Nhận xét sâu hơn, ta có thể thấy cách miêu tả tâm trạng nhân vật vô cùng tinh tế, sinh động. Những biến đổi âm thầm trong tâm trạng của người anh được tác giả dẫn dắt linh hoạt và diễn tả một cách tinh tế. Bên cạnh đó, truyện được kể ở ngôi thứ nhất cũng chính là lời của nhân vật người anh đã khiến cho lời kể trở nên hồn nhiên, chân thực, giúp dễ dàng bộc lộ được những diễn biến tâm trạng của nhân vật. Giọng kể này cũng tự nhiên rất phù hợp với tâm lý trẻ thơ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đến phần thứ hai, nhân vật người em các bạn nhé. Các em thân mến, nếu như nhân vật người anh chủ yếu được tác giả xây dựng hình tượng thông qua miêu tả tâm trạng, tâm lý, thì ở nhân vật người em, tác giả lại chọn một hướng đi khác, trên một phương diện khác. Vậy nhân vật người em được tác giả tập trung miêu tả ở phương diện nào? Nếu như nhân vật người anh được xây dựng chủ yếu qua diễn biến tâm trạng, thì nhân vật người em, Kiều Phương, lại được soi chiếu từ điểm nhìn của nhân vật người anh. Cụ thể, nhân vật này hiện lên vừa khách quan vừa chân thực qua các phương diện như: thứ nhất là về ngoại hình, đó là một cô bé ngộ nghĩnh, đáng yêu, với gương mặt lắm lem, luôn bị bôi bẩn. Cũng vì cái vẻ mặt ấy mà người anh đã đặt cho cô bé cái biệt danh là mèo. Thứ hai là về cử chỉ và hành động. Nhân vật người em được tác giả miêu tả là một cô bé hay lục lọi đồ vật, tự chế thuốc vẽ, một thứ bột gì đó đen sì trông rất sợ, với thái độ vui vẻ, vừa làm vừa hát. Bên cạnh đó, nhân vật này còn được miêu tả ở khía cạnh sở thích và cũng chính là sở trường. Mèo là một cô bé rất say mê vẽ tranh, Kiều Phương vẽ đẹp và có hồn. Mọi sự vật trong tranh đều được trở nên ngộ nghĩnh. Như nhân vật chú họa sĩ Tiến Lê nhận xét, những bức tranh của mèo rất độc đáo, có thể đem đóng khung treo ở bất cứ phòng tranh nào. Cuối cùng là ở phương diện tính cách, Kiều Phương được miêu tả là một nhân vật hiếu động khi suốt ngày lục lọi đồ vật, chế thuốc vẽ, và cũng rất vô tư hồn nhiên khi nhận biệt danh mèo và thậm chí cô bé còn dùng nó để xưng hô với bạn bè. Qua những phân tích trên, em có nhận xét gì về cách tác giả miêu tả nhân vật người em? Có thể nói, cách miêu tả người em từ điểm nhìn của người anh đều trên các phương diện cũng mang đến cái nhìn khách quan trung thực cho người đọc về nhân vật này. Bên cạnh đó, bằng sự liên kết khéo léo, tinh tế của các chi tiết nghệ thuật, nhà văn Tạ Duy Anh đã làm nổi bật được vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật người em gái Kiều Phương. Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã phân tích xong nghệ thuật miêu tả xây dựng hình tượng nhân vật người anh và người em trong truyện. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa và bài học cuộc sống được rút ra từ tác phẩm và từ các nhân vật các bạn nhé. Còn bây giờ, bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.